Thôi đi mẹ con bò. À, cô. Mẹ mày. Cô mẹ mày, cút mẹ mày đi, thịt mẹ mày phá game. Hello. Con này đang gì vậy? Con nhả chứ con gì? Giết được không? Không. Ủa, chơi lại từ đầu hả? Ừ. Đúng. Nè. Thịt mẹ bị heo chứ. Ao. Ui, đó. Đó. Từ bỏ con cái gì vậy? Đang đánh con heo mà. Để mẹ cắt nghe hết nửa máu rồi. Đang đánh con heo tự nhiên cứ lướt cho người bảy hoài à. Để mẹ cái sao có nhiều Tyro Barret ở nhà vậy? Cái gì sâu sát của ai vậy? Mẹ mày bò lại đi ra ngoài nữa rồi, cái gì mẹ mày biết nuôi không vậy? Thôi mẹ, tao sắp bị mẹ mày ma quấn rồi. Tủ lạnh chút chơi rồi mày. Từ từ, quýt chuột con má coi, mẹ đéo nó ăn được. Tao hai con mẹ. Ao! Lột nào lấy cái bom kinh của anh ơi. Cái gì mẹ nó chết nó rồi. Mẹ mẹ tất cả. Đâu rồi? Thịt quái vật đâu? Thịt quái vật đâu? Nào nó kêu thịt quái vật nhiều đâu? Cho ông tủ lạnh á. Hết rồi. Hết rồi. Xin nát nó ăn nữa rồi thì mẹ nó. Mới đem về. Mày đừng có ăn. Để nấu lên mày đừng có ăn. Cái mặt ti đéo này đi mẹ mày nó hốt tẩy. Cho coi mày ăn kia đi xin nát. Mẹ mày tao. Mẹ nó hết cả rồi. Lùn sẽ nét thì mày trả đồ ăn cho coi. Lên sẽ nét đang tình sống không mày. Trời ơi, mày mày xong lùn quá thằng nét. Ta mới để cái bơm kinh ở đây nè. Đi mẹ thằng lùn đồ lấy rồi, đưa đây ơi. Mẹ mày. Đường cái cá này coi, đéo có cá luôn. Đi mẹ rồi tao ăn còn gì đây. Đéo còn gì để ăn đó. Cá đây, cá đây, cá đây. Trong đồ lại, đồ lại. Mẹ giờ em sao nè, cứu em ơi. Hai con mài ở đâu? Tụi mày đứng yên xíu coi vậy tao. Ổn định lên coi đi mẹ, tụi mày nhồi quá. Mẹ mày vừa cứu Vũ Thiên à, điệt mẹ. Éo mày, điệt mày cứu cặp vậy đó. Lờ em nó đang nuôi bò nè. Em nào nào ra sáng quá giờ tao cầm hết. Ê, tao thấy thành đẹp nãy giờ nhiều lắm rồi đó. Nãy giờ tao làm đéo gì đâu. Mặt lồn rồi cái mẹ hồi sinh ông kia lên coi. Mẹ hồi sinh lên coi tụt nhau quá. Đưa mà. Nhưng mà thằng lồn là ăn hạt giống. Điệt mẹ. Em không có ăn hạt giống. Mẹ quýnh nó dùng con ma nữa thôi. Là con ma nữa kìa. Tôi đéo biết mà tôi vứt bao nhiêu hạt giống cả vứt bao nhiêu. Cái phe đi vào trong cửa hết bấy nhiêu luôn. Phụ ơi. Cố ra xin ách. Để cho Abiga ăn xong. Mẹ anh ơi, đánh thịt quái vật về đi. Có đồ ăn nè, nhưng mà phải có thịt quái vật. Ờ, ông ơi, những người đang đánh nè. Cái máu thì luôn. Mày lấy màu ấy. Hả? Thì ngủ mới lên bấu với não. Thằng lông xanh nét mày đói mày ăn kia đi mày. Ôi đi mẹ con bò. À cô. Mẹ mày. Cứu mẹ mày, cút mẹ mày đi, thịt mẹ mày phá kìa. Nếu hiểu sao ngủ hít mấy bò ông cạnh nếu biết nữa. Đừng có hít bò, mẹ bò tao cứu mày. Cái lùa bò. Ê, một thịt là ba nấm là ra đồ ăn đó nha. Mẹ cứ lùa gì nó lùa bò vô đây. Mẹ xanh nét gì đó. Mẹ nào lùa ra nó coi. Mày góc ghét. Đừng có đụng nó, đừng có đụng nó mẹ đâu. Ờ sao đít tụi này bị thăm anh? Làm tích chát đúng không? Mấy bò bị... Tới mùa đẻ đó, giờ đi ngang nó quýnh mẹ. Màu đỏ là đít đẻ. Mùa đông là sắp mùa đẻ, đít nó bị thông á. Tao cầm thơ màu sợi tôn này. Làm đây, mỗi hàng cục cái cục thơ màu sợi tôn nha. Đó để làm cái gì hả? Mình phải tắt cái này rồi. Đó để vứt ra hả? Không, vứt ra cho nó lên nhiệt cho nó nhanh. Vứt ra cho nó lên nhiệt, nó đỏ lên á, xong mình để trong người là mình bị giữ ấm. Đó, xong rồi nó đỏ mình lụm vô lại em đi. Nó vậy thôi hả? Nó vậy là được chưa? Nó mới màu cam à. Cầm đỏ luôn được. Nó đỏ nè, thấy nó màu đỏ hết rồi không? Nè nè, tao đứng đây nè, lụm fly mà lụm là đi mẹ mày. Santorio. Cục của tao đâu rồi? Ê, cục này có tích nha. Ê, cục em, lồn xin rác này. Để tao, để lồn này cho tao. Trả lồn đây, đẹp mẹ mày, trả đây. Trả đó, mày đéo chạy được đâu, mày trả nó nhanh lên. Nhanh lên. Mày trả lẹ tao nói mày đéo chạy được đâu. Nhanh lên, trả nó cho mày. Mày. Tao là công an ở nhà nước. Nào, mẹ trả tao ơi. Mày đi mày bỏ xuống lẹ lùn sẽ tới trả đồ coi lẹ trả nè mẹ chỗ mất tiêu hết rồi rồi giờ tao mất cái cục của tao rồi mẹ bớt đi mẹ nhắm đồ rồi mất cục của tao rồi biết tao không có lấy cái gì hết đó nghe nè mày để lấy thằng chó tao thua rồi đó ông ngọc mà tập thôi hay đi cục này của tao nha thằng nào mày sò mó vô đi mày quen à, để đi mày bảo vệ cho một con mẹ con lồn đó làm nha đó đi mẹ con đó lồn nha
Nguyễn Snack nó sao lộn quá tao. Nó mới tạo đi mẹ mày sao lộn. Tạo tới đó. Sao lộn đi mày 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 bỏ xuống cái đùm 100% không? Điệp mẹ mày cái đó có chữ ký của mày không? Nè, 100% nè, chắc chắn 100% luôn. Ai điệp mẹ chó này. Mày trả là mày. Kiểm tra mày. Mày luôn. Để thi chung này để thế đó anh em ạ, ông lại cầm mất rồi. Này đấy làm. Gỗ cục bự đâu? Bảy ơi có gỗ cục bự không cho gỗ cục bự. Gỗ mà gỗ cây á. Gỗ cục bự, gỗ cục bự, gỗ cục bự mày nè. Nghe hay nha. Gỗ cục bự. Đâu? Cục bự phải liền ở ngay giữa nhà không? À đúng rồi, hợp lý. Cho con cái à? Đếm số vậy vậy? Cho em có mấy cái? Ba cái nữa. Thấy cái gì vậy trời? Không biết nữa. Xây cái gì mà liên quan tới thỏ mà bốn con nha. Xây cái nón hả? Mày nè, tao cho mày thêm cái nón. Đâu phải. Xây cái nón hay mày xây gì? Đó. Cho mày thêm cái nón hả? Mày xây đi. Nhưng mày giống mày đang xây cái đồ cái nón của tao vậy? Này đúng không? Không phải. Nè, cái bê tích xô ta là tiên con tao tặng gì vậy? Chuẩn bị xây cái gì vậy? Mày xịn ra cái nón nữa. Xịn ra cái nón luôn. Rồi luôn đứng ngay trên luôn. Mày đeo khác con cặc gì nè. Nè mày ra đây tao dẫn mày đi nè, nè ra đây đeo tao. Sao tôi mất đeo tao. Đeo khác hai cái lũ, đeo khác cái gì chứ luôn. Đeo tao lẹ. Đeo có, đeo biết đeo là cái gì luôn á. Đánh lồn gì đây? Gì? Này đánh lồn gì đây? Tao mới xây mà. Rồi đi xuống dưới. Đó, đi xuống dưới. Rồi lồn gì đây? Mày thấy nó song song không? Là tao xây ở đây nó xuất hiện ở trên. À. Ở trên cái lồng mày. Tao xây like cho mày luôn rồi. Mày thấy thú vị. Mày bao nhiêu gỗ đi mẹ mày gia công. Mà mày muốn đèn cho mày gọi là đèn. Ta da luôn rồi mày ghê chưa? Hòm ốc. Hả?